Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4, trang 18 đến trang 22, tuần 2 bài 3, gieo ngày mới, sách chân trời sáng tạo. Khởi động, chia sẻ, ngày mới của mỗi người trong gia đình em bắt đầu như thế nào? Như vậy chúng ta hãy chia sẻ với các bạn là khi bắt đầu một ngày mới thì mỗi người trong gia đình em thường bắt đầu như thế nào? Ví dụ thì ba em làm gì, mẹ em làm gì? Và em làm gì? Như vậy chúng ta sẽ chia sẻ về ngày mới của mỗi người trong gia đình của mình. Tiếp theo khám phá và luyện tập đọc một nhỏ đọc bài thơ. Gieo ngày mới, sáng sớm dắt trâu ra đồng, cha mong kịp ngày gieo hạt, mẹ bắt gầu tắt bên sông, đợi gặp mùa vàng ấm áp. Từng nét phấn trên bục giảng gieo thành bao ước mơ xanh, trời non mỗi ngày vươn lên cô gieo hoa trái ngọt lành. Heo may gió mùa trở lạnh, bà gươm từng giọt nắng hồng, dệt làm chiếc khăn thật ấm cháu quàng qua suốt ngày đông. Bầu trời gieo mưa rồi nắng, cho gió không những đám mây, cho cả trời sao lấp lánh đêm ru giấc ngủ say. Em biết thương bà thương mẹ, yêu cô yêu cả bầu trời. Em sẽ gieo ngày mới, giòn tan bằng một chuỗi cười. Ngọc Hà. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ Gieo ngày mới. Thì trong bài thơ của chúng ta có các từ gầu ở đây là vật thường làm bằng tre nứa dùng để tát nước hoặc là múc nước. Heo may là những cơn gió nhẹ kèm theo chút se lạnh thường xuất hiện vào cuối thu. Tiếp theo là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Một nhỏ, ngày mới của mỗi người bắt đầu bằng việc gì? Thì các em đọc kỹ bài thơ, xem ngày mới của cha, mẹ, cô giáo và bà thường bắt đầu bằng những việc gì? Thì ngày mới của cha đó là dắt trâu ra đồng, của mẹ là bắt gầu tắt bên sông. Cô giáo thì dạy học sinh trên bục giảng, bà thì dệt khăn quàng cho cháu. Tiếp theo câu 2, mỗi hình ảnh dưới đây gợi ra điều gì? Mùa vàng ấm áp, ước mơ xanh, trời non vương lớn, hoa trái ngọt lành. Như vậy các em đọc kỹ lại bài thơ. Thì các em cho biết là mỗi cái hình ảnh này gợi ra điều gì? Thì trong bài thơ hình ảnh mùa gặt mùa vàng ấm áp thì nói lên hình ảnh người nông dân đang gặt hái một vụ mùa bội thu no ấm với những hạt thóc vàng. Còn hình ảnh gieo bao ước mơ xanh ở đây nói lên hình ảnh cô giáo đang ngày ngày truyền con số nét chữ cho học sinh với niềm tin và hy vọng về tương lai tươi đẹp. Còn hình ảnh về trời non vương lớn, trời non vương lớn ở đây câu số 4. Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ có gì đặc biệt vì sao? Như vậy, cách gieo ngày mới của bạn nhỏ trong bài thơ có gì đặc biệt và vì sao? Thì cách gieo ngày mới của bạn nhỏ đặc biệt vì bạn nhỏ gieo ngày mới bằng một chuỗi cười. Tiếng cười của bạn nhỏ sẽ mang lại, lan tỏa niềm vui, xua tan đi bao mệt nhọc cho cha, mẹ, cô giáo và bà. Tiếng cười đó cũng là nguồn động lực, cũng là sức mạnh để mọi người cùng cố gắng cùng nhau lan tỏa và hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc, ấm no và tràn đầy yêu thương. Rồi các em sẽ học thuộc lòng ba khổ thơ mà em thích.
Tiếp theo số 2 nhỏ đọc mở rộng, sinh hoạt có lập bộ đọc sách, chủ điểm, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. A nhỏ là tìm đọc một truyện viết về, thiếu nhi làm việc tốt, rồi thiếu nhi sáng tạo, thiếu nhi chăm ngoan. Như vậy ở câu A này các em sẽ tìm đọc một cái truyện viết về thiếu nhi làm việc tốt, đó là đi tìm việc tốt Phong Thu này, các em nhỏ và cụ già của Sukhum Linky. Còn thiếu nhi sáng tạo thì chúng ta sẽ đọc cậu bé thông minh truyện cổ Việt Nam gọi bưởi theo Quốc Chấn giai thoại về Lương Thế Vinh. Rồi tiếp theo thiếu nhi chăm ngoan thì có ông Trạng Thả Diều, Trinh Đường và cô giáo Tí Hon theo Nguyễn Thi. Rồi B nhỏ là ghi chép những cái ý tưởng hoặc là chi tiết quan trọng vào nhật ký đọc sách. Thì các em sau khi chúng ta đọc, rồi chúng ta sẽ ghi lại những cái ý tưởng hoặc là chi tiết quan trọng vào nhật ký đọc sách, gồm tên truyện nè, tên nhân vật, rồi tình huống trong truyện, cách giải quyết. Rồi C nhỏ là cùng bạn chia sẻ truyện đã đọc, nhật ký đọc sách, rồi tình cảm suy nghĩ hoặc là cách ứng xử của em nếu gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật ở trong truyện. Tức là chúng ta sẽ cùng bạn bè chia sẻ với nhau về những cái câu chuyện mà mình đọc, rồi về nhật ký đọc sách này. Rồi các em có thể là nêu tình cảm suy nghĩ hoặc là cái cách ứng xử của mình nếu mà mình gặp cái tình huống tương tự giống như ở trong tình huống của nhân vật ở trong truyện. Rồi tiếp theo luyện từ và câu, danh từ chung, danh từ riêng. Một nhỏ xếp từ in đậm trong các câu ca dao sao vào nhóm thích hợp. A. Sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặt đến ba lần giặt tan. Cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. Ca dao. B. Bình Định có núi Vọng Phu, có đầm Thị Nại, có cù Lao Xanh. Ca dao. C. Ai về Quảng Ngãi quê ta, mía ngon đường ngọt trắng ngà dễ ăn. Ca dao. Tên người, tên sông, núi, đầm, tên tỉnh. Như vậy chúng ta sẽ xếp các từ in đậm trong câu ca dao này, trong các câu ca dao này vào ba nhóm. Nhóm 1 đó là tên người, nhóm 2 là tên sông, núi, đầm và nhóm 3 là tên tỉnh. Như vậy chúng ta sẽ đọc kỹ các câu ca dao và chú ý vào những cái từ in đậm này. Như vậy ở đây các em thấy Bạch Đằng, thì Bạch Đằng ở đây là tên của sông Bạch Đằng. Như vậy chúng ta sẽ xếp vào tên sông, núi, đầm. Rồi cao nhất là núi Lam Sơn, thì các em thấy Lam Sơn ở đây là núi, như vậy chúng ta sẽ xếp vào nhóm thứ hai. Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra, thì ông Lê Lợi ở đây là tên người. Bình Định có núi Vọng Phu, Bình Định ở đây đó là tên tỉnh, là tỉnh Bình Định có núi Vọng Phu. Bình Định thì các em sẽ xếp vào tên tỉnh, Vọng Phu thì chúng ta sẽ xếp vào tên sông, núi, đầm. Có đầm Thị Nại, có cù Lao Xanh, như vậy Thị Nại ở đây là chúng ta sẽ xếp vào nhóm đầm, tên sông, núi, đầm. Câu C, ai về Quảng Ngãi quê ta, miếng ngon đường ngọt trắng ngà dễ ăn. Quảng Ngãi là tên tỉnh, như vậy chúng ta sẽ xếp vào nhóm tên tỉnh. Như vậy tên người gồm có Lê Lợi, rồi tiếp theo tên sông, núi có Bạch Đằng, Vọng Phu, Thị Nại và Lam Sơn. Rồi, tên tỉnh thì có Quảng Ngãi và Bình Định. Tiếp theo số 2 nhỏ là xếp các từ sau vào hai nhóm. A là nhóm từ, là tên gọi của một sự vật cụ thể. B là nhóm từ, là tên gọi chung của một loại sự vật. Người, Bình Định, Lê Lợi, Đầm, Bạch Đằng, núi, Thị Nại, Quảng Ngãi, Lam Sơn, sông, tỉnh, Vọng Phu. Như vậy chúng ta sẽ xếp các từ này vào hai nhóm trên đây. Nhóm A đó là nhóm từ, là tên gọi của một sự vật cụ thể. Ví dụ như ở đây, đầu tiên là người. Người ở đây thì là chỉ chung
của một loại sự vật, đó là tên gọi chung của một sự vật người. Ở đây Bình Định, Bình Định tức là ở đây là chỉ về tỉnh Bình Định nè. Thì đây là một tên gọi của một cái sự vật cụ thể. Rồi Lê Lợi cũng vậy, Lê Lợi thì đây cũng là tên của một nhân vật cụ thể, đó là ông Lê Lợi nè. Rồi Đầm, Đầm ở đây là từ chỉ tên gọi chung, gọi chung của một cái sự vật, đó là Đầm. Như vậy các em đọc kỹ các từ còn lại và chúng ta sẽ xếp vào hai nhóm như sau. Tên gọi sự vật cụ thể đó là Bình Định, Lê Lợi, Bạch Đằng, Thị Nại, Quảng Ngãi, Nam Sơn, Quảng Phu. Còn tên gọi chung của một loại sự vật đó là người, đầm, núi, sông, tỉnh. Rồi, số 3 nhỏ nhận xét cách viết các từ thuộc mỗi nhóm ở bài tập 2. Thì các em thấy ở đây nhóm A thì tên được viết hoa nè. Rồi, tiếp theo tên gọi chung của sự vật thì viết thường. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nhận xét như sau. Nhóm từ là tên gọi của sự vật cụ thể thì viết hoa. Nhóm từ là tên gọi chung của một loại sự vật thì viết thường. Tiếp theo, danh từ chung là tên của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một loại sự vật. Danh từ riêng được viết hoa. Bốn nhỏ, tìm 2 đến 3 danh từ riêng cho mỗi nhóm sau. Tên nhà văn hoặc là nhà thơ, tên sông hoặc núi, tên tỉnh hoặc là thành phố. Như vậy chúng ta sẽ tìm 2 đến 3 danh từ riêng chỉ cho mỗi nhóm dưới đây. Có ví dụ như là tên nhà văn, nhà thơ có như nhà thơ Tố Hữu nè, nhà văn Nam Cao nè, Nguyễn Tuân nè. Rồi tên sông hoặc núi như là sông Đà, sông Hồng, núi Tản, vân vân. Tên tỉnh hoặc là thành phố như là Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam. Câu số 5, viết 3 đến 4 câu giới thiệu về quê hương em, trong đó có sử dụng danh từ riêng. Như vậy các em sẽ viết 3 đến 4 câu về quê hương của mình. Thì ở trong những câu đó chúng ta sẽ có sử dụng danh từ riêng. Câu ví dụ như em đang sống ở thủ đô Hà Nội, thì các em thấy ở đây Hà Nội đây là danh từ riêng. Trung tâm thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng, các con đường rộng lớn, có nhiều xe cộ. Thành phố có nhiều điểm tham quan rất nổi tiếng như là Hồ Gươm nè, Tháp Rùa nè, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long. Con người ở đây rất là hiếu khách, nhiệt tình, em rất yêu Hà Nội. Như vậy các em thấy ở trong câu có các danh từ riêng là Hà Nội nè, rồi Gươm nè, Rùa, Hồ Gươm, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long. Tức là quê hương của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ viết câu giới thiệu về quê hương của mình. Ở đây cô chỉ ví dụ để cho các em dễ hiểu. Rồi tiếp theo, phần viết. Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn kể chuyện. Một nhỏ đọc lại hai đoạn văn dưới đây và cho biết. Một, từ ngày còn bé, qua giọng kể ấm áp của bà, em đã rất thích câu chuyện Tích Chu. Hai, ngày còn bé tối nào bà cũng kể cho em nghe, qua giọng kể ấm áp của bà, câu chuyện nào cũng thật hấp dẫn, nhưng em vẫn thích câu chuyện Tích Chu hơn cả. Rồi A, đoạn văn nào giới thiệu ngay câu chuyện chọn kể? B, đoạn văn nào dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề có liên quan? Thì các em thấy ở đoạn 1, từ ngày còn bé qua giọng kể mắt của bà, em đã rất thích câu chuyện Tích Chu. Thì chúng ta thấy đoạn văn này giới thiệu ngay về cái câu chuyện chọn kể, ở đây là câu chuyện Tích Chu. Còn ở đoạn 2, ngày còn bé tối nào bà cũng kể chuyện cho em nghe, qua giọng kể ấm mắt của bà, câu chuyện nào cũng hấp dẫn, nhưng em vẫn thích câu chuyện Tích Chu hơn cả. Thì các em thấy ở đoạn văn thứ 2 này, nó dẫn cái câu chuyện dẫn đến cái câu chuyện thì sẽ
Đi từ một vấn đề có liên quan rồi mới giới thiệu câu chuyện. Như vậy ở câu A đoạn văn giới thiệu ngay câu chuyện chọn kể, đó là đoạn 1, và đoạn văn dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề liên quan, đó là đoạn văn 2. Rồi hai nhỏ đọc đoạn văn dưới đây và cho biết. A. Một được uống nước suối tiên, bà trở lại thành người. Tích Chu mừng rỡ ôm lấy bà, từ đấy Tích Chu luôn ở bên bà và hết lòng yêu thương chăm sóc bà. 2. Câu chuyện bà kể đã lâu, nhưng hình ảnh cậu bé Tích Chu băng rừng lội suối tìm nước suối tiên đem về cho bà uống vẫn còn đọng lại trong tâm trí em, như một lời nhắc nhở về lòng hiếu thảo. A. Đoạn văn nào như kết thúc của câu chuyện? B. Đoạn văn nào bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của người viết sau khi kể chuyện? Như vậy thì chúng ta thấy ở đoạn văn số 1 ở trên đây là đoạn văn nếu kết thúc câu chuyện, còn đoạn văn số 2 ở đây thì bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của người viết sau khi kể chuyện, đó là còn động lại câu chuyện, vẫn còn động lại trong tâm trí em, một lời nhắc nhở về lòng hiếu thảo. Như vậy ở đoạn 2 đó là cái đoạn văn cái bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của người viết sau khi kể chuyện, còn đoạn văn 1 thì nêu kết thúc câu chuyện. Rồi ở đây chúng ta cần ghi nhớ ở đây: mở bài, kết bài, trong bài văn kể chuyện, đã đọc, đã nghe có thể được viết theo một trong hai cách. Mở bài trực tiếp là giới thiệu câu chuyện, tên nhân vật, thời gian, địa điểm diễn ra. Mở bài gián tiếp tức là nêu vấn đề có liên quan để dẫn vào câu chuyện, tức là chúng ta sẽ nêu một vấn đề có liên quan đến câu chuyện rồi sau đó chúng ta mới giới thiệu câu chuyện. Còn ở mở bài trực tiếp thì chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện ngay, đó là tên câu chuyện là gì, có những nhân vật, thời gian và địa điểm diễn ra ở đâu. Còn kết bài cũng vậy, chúng ta cũng có hai cách, đó là kết bài không mở rộng tức là nêu kết thúc của câu chuyện, còn kết bài mở rộng tức là chúng ta sẽ bày tỏ suy nghĩ là cảm xúc của người kể sau khi nêu kết thúc câu chuyện, tức là sau khi chúng ta nêu kết thúc câu chuyện rồi chúng ta sẽ bày tỏ cảm xúc suy nghĩ của mình nữa. Như vậy thì đây là cách kết bài mở rộng. Ba nhỏ là viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn kể lại câu chuyện đã đọc đã nghe, nói về lòng trung thực hoặc là lòng nhân hậu. Như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn mở bài trực tiếp và một đoạn kết bài mở rộng cho một cái bài văn kể lại cái câu chuyện đã đọc đã nghe, nói về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu. Thì ở đây cô sẽ viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho cái câu chuyện đã đọc, đó là người ăn xin. Mở bài thì ở đây mở bài trực tiếp tức là chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện, tên nhân vật, thời gian và địa điểm diễn ra. Câu chuyện cổ tích em thích nhất đó là người ăn xin, với nhân vật chính, bạn nhỏ và người đàn ông ăn xin già khụ giữa mùa đông lạnh lẽo trên đường phố. Rồi kết bài ở đây là chúng ta sẽ kết bài mở rộng. Kết bài mở rộng đó là chúng ta sẽ bày tỏ cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của người kể sau khi nêu kết thúc câu chuyện, tức là sau khi chúng ta nêu kết thúc câu chuyện rồi chúng ta sẽ bày tỏ cái suy nghĩ và cảm xúc. Qua câu chuyện người ăn xin, em nhận thấy rằng thật ra lòng nhân ái và tình yêu thương không ai định nghĩa được, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu rằng chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông chính là những cái điều làm nên sự ấm áp trong mối quan hệ giữa người với người. Hãy sống, hãy cho đi, hãy nhân rộng tình yêu thương để thế giới này ngập tràn những bông hoa của tình thương. Rồi tiếp theo,
Vận dụng trao đổi em sẽ làm gì để bắt đầu ngày mới có ý nghĩa? Thì ngày mới, em bắt đầu ngày mới như thế nào và em sẽ làm gì để cho ngày mới có ý nghĩa? Thì chúng ta có thể là tập thể dục, tưới cây, vân vân. Như vậy thì đến đây Kem đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, Kem thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Rim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, chào tạm biệt Kem.